cuối cùng, 2 giây thi đấu cuối cùng. Và hết giờ của Đặng Ngọc Tùng cũng được ghi ở phút thứ 0. Ngồi yên ở trong tình huống này, chỉ còn 7 giây. Làm gì đây? Quá kịch tính. Giây cuối cùng của trận đấu. Giây cuối cùng của trận đấu và Kariensen Sài Gòn đã ghi bàn gỡ hòa. Một trận đấu quá kịch tính. Không thể tin được các bạn ạ. Mười giây quá căng thẳng. Trận đấu giữa San Hà Khánh Hòa và Kariensen Sài Gòn. Trận đấu chỉ còn 7 giây. Liệu rằng các cầu thủ Kariensen Sài Gòn có làm lên được kỳ tích ở trong trận đấu này? Các cầu thủ Kariensen Sài Gòn sẽ được hưởng một quả đá phạt. Đây được xem là một tình huống cuối cùng của trận đấu này. Rất căng thẳng. Cả hai đội bóng đều đang không thể ngồi yên ở trong tình huống này. Chỉ còn 7 giây. Làm gì đây? Quá kịch tính. Giây cuối cùng của trận đấu và Kariensen Sài Gòn đã ghi bàn gỡ hòa. Một trận đấu quá kịch tính. Không thể tin được các bạn ạ. Một trận đấu quá kịch tính của các cầu thủ Kariensen Sài Gòn và San Hà Khánh Hòa đã có 3 bàn thắng dẫn trước, nhưng sau đó thì họ đã phải nhận một trận hòa. Một trận đấu quá kịch tính giữa Kariensen Sài Gòn và San Hà Khánh Hòa đã kết thúc với tỷ số hòa 3-3. Các cầu thủ Sài Gòn ghi bàn ở giây cuối cùng của trận đấu. Quá kịch tính.